Khi đi qua đường gom phía dưới chân cầu nút giao Ngọc Hội tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chỉ cần thiếu một chút quan sát, tai nạn rất có thể sẽ xảy ra với những mối trụ đèn đường chẳng khác gì cái bẫy như thế này. Các mối trụ đèn đường bằng bê tông được thiết kế bám vào thành cầu và nhô hẳn ra đường, ngang tầm mặt người tham gia giao thông. Thi công như thế này là rất là nguy hiểm bởi vì là ngang tầm với lại cái người đi. Đó, cho nên là nếu mình không chú ý á thì coi như sẽ đi mà không chú ý là qua cái đầu của ông đó là rất là nguy hiểm. Cho nên đáng lý ra là cái này là ta phải thiết kế thi công ở trên á, nó cho có cái độ an toàn. Thế như thế này thì rất là nguy hiểm. Không có biển báo, không có gì mà người cảnh giới hết. Ban ngày thì nó dễ, cho ban đêm trời tối rồi đôi khi người ta không có điện, không có đèn á. Dễ bị gây ra tai nạn lắm. Ông Nhơn nói là bữa đêm mấy thằng ở trên nó chạy xuống xíu đụng cái đó. Mà xe cộ cũng dễ tung lắm. Dễ đụng đấy không? Còn họ chỉ yêu cầu, ở xóm này cũng trong yêu cầu chỗ đó làm cho nó thuận lợi, khỏi ai bị đụng chạm đấy không? Nút giao Ngọc Hội là dự án giao thông quan trọng tại thành phố Nha Trang. Sau thời gian dài chậm tiến độ, nút giao này được thông xe 3/4 nhánh vào ngày 2 tháng 9. Kể từ đó đến nay, các mối trụ đèn cũng xuất hiện giống như một chiếc bẫy đe dọa đến an toàn của người tham gia giao thông. Dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhưng hơn 3 tháng qua, khu vực này không có bất kỳ biện pháp đảm bảo an toàn hay biển cảnh báo nào cho người tham gia giao thông. Nhiều người đi ngang qua đây do không quen đường phải giật mình đánh lái để tránh. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, ông Cao Đình Chiết, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, thiết kế nút giao Ngọc Hội, trong đó có các trụ đèn do Công ty Cổ phần Tư vấn T27 Nha Trang thực hiện và đã được Sở Giao thông Vận tải thẩm định. Ông Cao Đình Chiết thừa nhận, hiện nay, việc các mối trụ đèn đường trồi ra phía ngoài, sát với các phương tiện giao thông là nguy hiểm, và hiện nay công trình vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, do áp lực giao thông thuận tiện cho người dân đi lại nên phải đưa vào khai thác sớm. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa, theo thiết kế thì sau khi hoàn thành, từ vách cầu ra sẽ có thêm một gờ rộng khoảng 40cm và bên trong sẽ được trồng hoa, làm tiểu cảnh. Khi đó người đi đường sẽ được an toàn, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Mới đây, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành hệ thống thoát nước, đường gom tầng mặt đất và gờ trồng cây trong phạm vi tường chắn để đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn thi công, đặc biệt là đối với các hạng mục trên đường 23 tháng 10 và trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt. Dự án nút giao thông Ngọc Hội được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao, tức BT. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.350 tỷ đồng, trong đó giá trị dự án BT theo hợp đồng là hơn 1.250 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư. Theo quyết định đầu tư và hợp đồng dự án BT đã được ký kết ban đầu, dự án phải hoàn thành vào cuối năm 2017. Thế nhưng đến nay, nút giao thông Ngọc Hội mới có 3 nhánh kết nối N1, N2 và N3 cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác. Riêng nhánh phía Bắc N4 chưa thi công được do vướng mặt bằng.